Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin thể thao và ngay sau đây chúng ta cùng đến với chuyên mục an toàn giao thông. Xin mời chị Kim Ngân. Cảm ơn Thanh Nga. Thưa quý vị và các bạn, qua thực hiện kế hoạch phối hợp liên công an giao thông vận tải về kiểm soát tải trọng xe, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải khẳng định sẽ kiên quyết không để xe quá tải bùng phát trở lại. Để kiểm soát tải trọng xe bền vững, Bộ Giao thông Vận tải đã chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các cục quản lý đường bộ và các sở giao thông vận tải tiếp tục duy trì, thực hiện đồng bộ các giải pháp hữu hiệu cùng với tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về kiểm soát tải trọng xe, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của lái xe, chủ hàng và chủ doanh nghiệp. Bộ Giao thông Vận tải sẽ xử lý nghiêm các hành vi sách nhiễu, gây phiền hà, khó khăn cho các tổ chức cá nhân hoạt động vận tải. Hiện Bộ Giao thông Vận tải đang yêu cầu các cơ quan tham mưu xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về công tác kiểm soát tải trọng xe, trong đó tập trung vào trách nhiệm của từng cấp ngành một cách cụ thể, ban hành triển khai tới tất cả các địa phương nhằm tập trung cho những tháng cuối năm là thời gian cao điểm tiềm ẩn nguy cơ gia tăng tình trạng xe chở quá tải tham gia giao thông. Thưa quý vị và các bạn, hàng năm Ủy ban nhân dân tỉnh đều ra các văn bản đôn đốc lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông, nhưng ở thành phố Vinh tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông để kinh doanh buôn bán vẫn chưa được xử lý triệt để. Ngay tại một số tuyến đường chính như đường Đào Tấn thuộc trung tâm của thành phố Vinh, thực trạng này đang diễn ra khá phổ biến, gây nên tình trạng nhếch nhác lộn xộn và mất an toàn giao thông. Đường Đào Tấn, đoạn qua cổng thành thuộc phường Quang Trung, tình trạng kinh doanh vỉa hè đã diễn ra từ nhiều năm nay. Các hộ kinh doanh ở đây ngang nhiên sử dụng vỉa hè để buôn bán. Không chỉ lấn chiếm vỉa hè, nhiều hộ dân kinh doanh dọc trục đường còn đặt các biển hiệu quảng cáo che khuất cả tầm nhìn như thế này. Không những vậy, họ còn dựng cọc, căng lều bạt để kinh doanh, tạo nên sự lộn xộn, nhếch nhác ngay khu vực quanh cổng thành cổ Vinh. Tôi đi qua cái đường này thì bọn tôi đi có giảm đi nhanh đâu. Mà sợ lắm, sợ mất an toàn lắm. Sợ nhất ấy, đi rất lộn xộn. Mà có những cái chỗ ở biển quảng cáo, biển là nhà hàng đặt che khuất cả tầm nhìn. Cần có một cái quyết liệt về vấn đề là trật tự an toàn giao thông thế nào. Và quan trọng là cái vấn đề buôn bán trên vỉa hè đường phố thế nào cho nó quyết liệt. Cũng trên tuyến đường này từ nhiều năm nay, người dân không kinh doanh trong khuôn viên chợ Đự Cung mà tràn ra lòng lề đường để bán hàng. Từ 6 đến 7 giờ sáng, các hàng quán đã được bày bán la liệt tại khu vực cổng chợ, kéo dài 100 mét, thậm chí đến cả 200 mét nếu vào những ngày lễ Tết. Đặc biệt vào giờ cao điểm, tan tầm, người bán, người mua ngang nhiên trao đổi ngay giữa lòng đường, gây cản trở cho các phương tiện đi lại. Tức là nếu cấm thì phải thực hiện các cái giải pháp thật kiên quyết và nghiêm túc. Không thì có người được bán, người không bán thì người ta sẽ mâu thuẫn, gây nên cái lộn xộn. Thực tế, chợ Đự Cung đã tồn tại hàng chục năm nay với diện tích chỉ có gần 700 m², lại bị xuống cấp nên 80 hộ kinh doanh của phường Đự Cung hầu như không kinh doanh trong đình. Đa số chiếm dụng vỉa hè để kinh doanh. Chính quyền địa phương cũng từng ra quân chấn chỉnh, nhưng vẫn chưa có giải pháp để xử lý dứt điểm. Cũng mong muốn là các cấp, các ngành, đặc biệt là Ủy ban thành phố trong thời gian tới khi điều chỉnh quy hoạch phân khu thì sẽ xem xét điều chỉnh quy hoạch ở tại khu vực này là khu vực để xây dựng chợ, để phường có điều kiện đầu tư nâng cấp chợ để cho đảm bảo cho bà con vào kinh doanh ổn định trong chợ. Rõ ràng do ý thức chấp hành của người dân còn hạn chế, bên cạnh đó, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng của hai phường Quang Trung và Đội Cung không kiên quyết xử phạt, nên sau mỗi lần ra quân giải tỏa hành lang an toàn giao thông, thì đâu lại vào đó. Vì vậy, để chấm dứt tình trạng này, người dân cần nâng cao ý thức chấp hành và các ngành chức năng cần tăng cường công tác kiểm tra, xử phạt triệt để. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chuyên mục an toàn giao thông hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Cảm ơn Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 4, Công ty Cổ phần Trung Đô và Công ty Cổ phần Công nghiệp Phát triển Xây dựng Miền Bắc đã phối hợp cùng chúng tôi thực hiện chuyên mục này. Kính chúc quý vị và các bạn luôn an toàn khi tham gia giao thông. Và bây giờ chúng ta hãy cùng tiếp tục bản tin chiều cùng với chị Thanh Nga. Xin mời chị. Vâng, và chương trình sẽ tiếp tục với những thông tin về phần tin tài chính kinh tế trong nước và quốc tế.